Thưa quý vị, cùng với các hội, đoàn thể chính trị xã hội khác, Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp chung tay cùng thành phố trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19 giai đoạn vừa qua. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình, nhất là trong việc tăng hết sản xuất hậu dịch bệnh. Các cấp Hội nông dân thành phố đã có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời cho hội viên nông dân trên địa bàn. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam ngày 14 tháng 10. Cơ sở nấm Nhân Phước của anh Nguyễn Văn Nhi tại thôn Thạch Nhâm Đông, xã Hòa Nhân, huyện Hòa Vang chịu rất nhiều ảnh hưởng trong đợt dịch vừa qua. Theo anh Nhi, cũng giống như anh thì hầu hết các hợp tác xã làm nấm trên địa bàn thành phố đều gặp khó khăn trong việc sản xuất, nhất là trong khâu lưu thông, tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay do dịch bệnh đã và đang được kiểm soát, cơ sở anh Nhi tăng cường sản xuất để bù lại những thiệt hại trước đó. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Hội nông dân các cấp đã giúp anh Nhi có đủ trang thiết bị, vật tư nông nghiệp khôi phục sản xuất. Trong cái thời gian qua cũng được sự hỗ trợ của Hội nông dân thành phố về cho người nông dân là về cái chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân nuôi trồng, đặc biệt là về mô hình trồng nấm tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và trong đó thì cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cũng đã giúp cho các người nông dân là tiếp cận được cái nguồn vay vốn để mà mở rộng cái việc cái cơ sở hạ tầng cũng như là thiết bị máy móc để phục vụ trong việc sản xuất. Thì trong cái đợt dịch vừa qua thì Hội nông dân thành phố cũng phối hợp với Sở Công Thương cũng giới thiệu một số cái điểm bán hàng và giúp cho người nông dân có thể tiêu thụ hàng hóa được một cách tốt hơn. Còn đây là cơ sở làm nem chả của bà Trần Thị Quyết, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Hoạt động chưa được bao lâu thì cũng lâm vào cảnh khó khăn tương tự do dịch bệnh. Phường Tam Thuận lại không có tổ chức hội nông dân cơ sở, nên việc triển khai các hoạt động hỗ trợ cũng rất hạn chế. Khó khăn chồng chất khó khăn. Trước tình hình đó, Hội nông dân quận Thanh Khê đã trực tiếp hỗ trợ và tìm đầu ra, giúp bà Quyết giải phóng được phần nào nguồn hàng, ổn định thu nhập. Nghỉ 2 tháng đó. Đâu có đâu làm. 2 tháng là nghỉ không làm đó. Định khi họ cho làm mình mới làm lại. Làm ăn ổn lại đấy rồi không bỏ cho khách hàng nhiều, nhưng mà có gọi là thôi thời gian là họ cũng mất tiền hết. Thì cũng làm lại ra bạn thôi. Không ít bỏ. Ít bỏ xì cho họ. Hội nông dân quận cũng đã là có cái động tác là liên hệ các cái hội nông dân của các phường. Chúng ta tiến hành là cái việc là tuyên truyền quảng bá cũng như là đưa cái sản phẩm của các cái tổ hợp nghề nghiệp lên các cái trang Facebook, trang Zalo cũng như là các cái hệ thống tuyên truyền để rồi là quảng bá cái sản phẩm đó và giới thiệu cho người dân cũng như nông dân để tiêu thụ và những cái sản phẩm do nông dân làm ra. Thống kê của Hội nông dân thành phố cho đến nay, từ nguồn ủy thác của thành phố và quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp hội đã giải ngân với dư nợ hơn 48 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất. Đặc biệt sau mỗi đợt dịch, nhu cầu vay vốn càng tăng mạnh, hội phải tìm kiếm thêm nhiều nguồn và mới đây nhất là chương trình vay tín chấp qua tổ liên kết. Thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà hỗ trợ vay vốn đối với nông dân trong thời gian qua và kể cả trong tương lai sắp đến là nó sẽ tiếp tục phát huy những cái nguồn vốn sử dụng cũng như là đem lại cái hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình cũng như là các cái tổ vay vốn chung. Lãnh đạo hội cũng cho biết khi nguồn vốn đã ổn định cùng với những giải pháp nới lỏng và phục hồi kinh tế chung của thành phố hậu dịch bệnh, các cấp hội sẽ vận động định hướng cho hội viên nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, đồng thời lồng ghép để mở rộng thêm các mô hình phù hợp với xu hướng của thị trường bây giờ. Có như vậy mới giúp hội viên sản xuất bền vững trong trạng thái mới. Trước cái tình hình mới này, chúng tôi là có cái định hướng cho nông dân các cấp tiếp tục phát huy các cái hiệu quả của các dự án trong thời gian qua, tăng cường các cái biện pháp phòng chống dịch và đẩy mạnh các công tác cái chỉ đạo sản xuất, phát triển các cái mô hình cây con có hiệu quả. Luôn đồng hành cùng bà con nông dân trước, trong và sau mỗi đợt dịch, các cấp hội nông dân thành phố Đà Nẵng đã phát huy hiệu quả vai trò của mình, không chỉ là đại diện cho quyền lợi ích chính đáng của hội viên mà còn là cầu nối giúp thành phố thực hiện hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn.